Loại thuốc rẻ quen thuộc bất ngờ ngừa được COVID-19 nặng. Nghiên cứu dựa trên gần 39.000 bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 từ 185 bệnh viện ở Mỹ chỉ ra thêm một phương án để dễ dàng bảo vệ những người thuộc nhóm nguy cơ. Theo Medical Express, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi bác sĩ Eto Grimmi từ trường Đại học Trung tâm Florida ở Mỹ chứng minh rằng thói quen uống thuốc trị cholesterol cao đều đặn khi được chỉ định có thể giúp giảm nguy cơ tử vong đến 37% cho dù phải đối diện với chủng COVID-19 nguy hiểm hay bản thân người bệnh thuộc đối tượng nguy cơ. Ngoài ra, thuốc cũng có lợi nếu ứng dụng như biện pháp dự phòng cho người không bị cholesterol cao nhưng có hệ miễn dịch dễ bị nổi loạn vì các bệnh lý hay vấn đề sức khỏe khác, vốn gây nguy hiểm khi mắc COVID-19. Các nhà nghiên cứu đã phân tích hồ sơ y tế của gần 39.000 bệnh nhân nhập viện vì COVID-19 để đi đến kết quả trên. Nhiều người trong số họ từng dùng statin thường xuyên, một loại thuốc rất phổ biến được chỉ định cho người có cholesterol cao. Phân tích cho thấy dù thuộc đối tượng nguy cơ, những người có dùng statin này giảm mạnh rủi ro bị chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt do bệnh trở nặng, hoặc hình thành huyết khối hoặc phải điều trị lâu dài vì những di chứng sau cơn bệnh cấp tính. Phát hiện một lần nữa khẳng định cơ sở khoa học của lời khuyên rằng ngoài các biện pháp tấn công trực tiếp vào COVID-19 như vaccine, thuốc kháng virus, đừng quên các thuốc điều trị bệnh nền. Ngoài ra, thuốc cũng phát huy một tác dụng ngoài dự tính, đó là hạ hỏa hệ miễn dịch đối với các bệnh nhân gặp biến chứng nguy hiểm như là hệ miễn dịch hoạt động thái quá và gây hại ngược lại cho cơ thể, có thể gây khó thở, tổn thương phổi, thận, tim, não, mạch máu. Trong tình huống này, statin dường như giúp hệ miễn dịch tự kiểm soát lại, đưa hoạt động trở về quỹ đạo, từ đó không làm hại các hệ cơ quan nữa. Do đó cũng có thể được kê cho người không bị cholesterol cao nhưng có vấn đề với hệ miễn dịch. Nghiên cứu này cho thấy tầm quan trọng của việc đánh giá các loại thuốc có thể sử dụng lại để giúp bệnh nhân theo dõi những cách khác với mục đích sử dụng ban đầu. Vị bác sĩ cho biết kết quả này cũng chỉ ra statin là một giải pháp bổ sung hiệu quả về chi phí nhằm chống lại mức độ nghiêm trọng của COVID-19 ở một số đối tượng nguy cơ, nhất là những người có vấn đề ở hệ tim mạch hay là hệ miễn dịch, nên là mục tiêu của các nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng sắp tới. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.